Hello, chào xin các bạn, mình là Thành và mình là Amazing. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chuyên mục Sam cùng Naruto Storm 4 nữa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với tập 3. Tập 3 có nghĩa là video thứ 3 mình chơi game này. Thì hôm nay có một điều rất đặc biệt là mình đã được một vài người bạn chỉ dẫn cho thêm về các cái nút như thế thân này hoặc là biến hình khổng lồ đấy, đúng không? Mình cũng biết đâu đấy, mình khá là gà đấy, đấy thì nhờ các bạn ý chỉ cho mình thì mình rất là cảm ơn. Thì các bạn nào setting giống mình thì các bạn có thể bấm nút Z để các bạn có thể nhìn thấy các cái, nếu như các bạn không muốn chỉnh cái phần config đấy, thấy không, thấy không? Đấy, nút nó mảnh thế. Rồi. Và các bạn sẽ nhấn vào setting complete. Như này mình setting như này khá ổn rồi. Đây đổi người đổi nghiêng đây. Đổi người bạn có thể nhấn 8 5 4 6 gì đấy ở bên 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 phía bàn phím. Bên phím thì bên bên phải ấy. Ok. Giờ mình đã biết thế thân của mình là bấm nút O. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với story. Yo. Hôm nay mình đổi cái mic ấy, nó cái bàn phím nó âm, nó hút âm hơi bị ghê, nó sẽ hút âm bàn phím hơn nhiều, các bạn thông cảm. Trong lúc mình có đập bàn phím thì anh em thông cảm nhá. Cào bàn phím, đúng rồi, cào bàn phím. Ok, chúng ta cùng lại. Hồi lần nào đến cũng phải vào cái này nhỉ, lần nào đến cũng phải chào hàng cái này thì em sống sao. Sờ con nhà bà kíp. Ok, chúng ta sẽ lướt qua cái này xem là có cái gì đánh gì đánh. Oh my god. Đây rồi, đây rồi. Dream and Consistent. À, khi mình mà chỉnh cái này một chút các bạn. Mình sẽ chỉnh cái voi Nhật Bản cho nó chất, đúng kiểu Nhật Bản luôn. Vậy mình sẽ vào option chỉnh lại tiếng Nhật Bản. Tiếng Nhật Bản. Được rồi. Spend Kimochi. Bạn nào biết Kimochi là gì không? Mình thật sự không biết, mình nghe mấy thằng bạn nó bảo mình cũng không biết là gì thật. Ok, đã bắt đầu. Nghiêm túc. Mặt anh Naruto rất là hoành tráng. Mình sẽ để sub tiếng Anh và để voice tiếng Nhật. Đấy. Thế chúng ta cùng với một đêm trăng sáng mà không biết là à đây, mình đã định nói con gái, hóa ra là này là thằng con trai. Mẹ cái mặt nó kìa. Rồi các bạn đã nghe tiếng Nhật chưa ạ? Tiếng Nhật nó có phê không ạ? Ok, nghe thì cũng không hiểu gì, thôi mình sẽ skip. Cái gì đây? Cái diễn biến nó không được đẹp như mình mong muốn nhỉ. Cái này là như thế nào nhỉ? Sao mà hư cấu quá vậy anh em? Đây à? Ok, mình sẽ đi theo cái sơ đồ phía dưới ấy. Các bạn nhìn thấy cái sơ đồ cây ấy, đấy nó nhánh hai nhánh ấy, động phụ cho nó. Rồi lại một đêm trăng sáng và chúng ta thấy một nhóm người đang định phục nhau trong rừng.
Những nơi như này là những nơi rất dễ để lý tưởng để các bạn thể tập nhau khi mình đánh nhau ấy. Thì là sẽ skip movie. Nó nghe cái Nhật nó đúng chất của sao lại thế nhỉ? Cái đậu phụ cái sơ đồ cây à đây oh, sorry anh em, mát như cả mũi giờ nhỉ. Em deep tôi chết à, skip. Ok, thằng này nó đang bị đây rồi, anh này úc rồi ôi, một bầy zombie rồi ôi, đây là zombie hay là cái gì đây, nhìn nó người không ra người, ma không ra ma, hình như là lại một mình phá ảo thì dễ ảo rồi. Bạn sau với bạn nha, cái tiếng bàn phím nó hơi bị to một chút. Cái nút thế thân này có thể dùng khi mà đối phương đánh vào bạn thì bạn có thể dùng được, chứ bây giờ không dùng được. Hình như là mình phải tiêu diệt hết bọn này, cái đống nhìn cái bọn này mà mình không một chút cảm tình nào cả, người quá là xấu. Cái gì đấy? Sao anh này lại cởi chân nhỉ? Thế biết là cái áo của anh ấy đâu rồi? Anh Obito. Có lẽ là anh đang bị thiếu tiền mua áo, đề nghị là ban tổ chức cấp ngay cho cái áo, đánh cho nó tử tế. Các bạn nhấn hai lần cộng với nút Y tức là nút đánh ấy, là sẽ tung được chiêu cuối. Còn một lần thì là tung chiêu thường. Cái này nghĩ là nhà nhỉ? Tìm thằng nào để quất ạ? Các bạn em nói chơi kiểu hội đồng à? Hình như là mình chọn sai người là nó quất mình. Không biết là mục tiêu là phải giết được bao nhiêu thằng nhỉ? Giết được 41 rồi này. Cứ đánh như này mãi thì tôi mỏi tay mà chết mất. Lại bắt đầu chọn này, chọn bừa đấy. Oxy à, what the fuck, chọn thế nào mà lại xịt, tỷ lệ 0.33% mà vẫn xịt này. Đùa chứ nhiều khi 70-90 còn xịt, à 70-30, 90-10 còn xịt là 33 là cái gì? Cái bọn này, chúng mày bao giờ chúng mày chết để anh... Rồi đây là bạn, đợi mình sẽ tổ chức cái giải gọi là bát vàng, đúng không? Anh em vào đây. Bây giờ là có 5 thằng, 5-6 người đoạt giải rồi. Thì rất là mình mong rất là kết thúc cái giải này sớm thôi, vì đánh cái này mỏi tay quá, mỏi tay mà bọn này nó yếu, không thể hiện được cái trình. Đây rồi, bắt đầu nó chết dần rồi đấy, thấy ít ít rồi đấy, vui rồi đấy, cuộc đời là vẫn đẹp sao rồi đấy. Đây còn thằng cố nạn này, mạnh thằng này là hệ lửa à? Nó đánh như kiểu cái thằng gì ở trong mình lại nhớ cái thằng AC ở trong gì nhỉ, quán pit à, đấy thằng này đánh ra lửa. Yo, thằng này anh không mặc áo, chớ thằng này nó không mặc áo và quần cơ. Rồi, chưa?
còn ba thằng trên kia là ba thằng khốn nạn nào. Ra đây chơi nốt rồi được A rồi, ôi lâu lắm được con A, sướng quá. Sướng quá bà con ơi. Anh Obito, vâng, tôi nhớ tên anh này rồi, anh này là Obito, người thì không mặc áo, quần thì quần rách, mắt thì mắt trộn. Có vẻ như anh đang ngửa mặt rời vào đời vô đối thôi. Ta cũng lấy qua đoạn này, gọi anh đang hối ức. Ok. Ui dồi ôi, hình như cái phần này chỉ đi quẩy quất quất nhau với cái bọn đông đông này ấy nhỉ. Còn lần này là một cái bọn mà bịt mặt, ý ra là anh này cũng có cái quần áo để mặc rồi, rất là vui mừng. Có quần áo thì vẫn hơn là không có, thì thời tiết nó đang rất là lạnh, thời tiết Hà Nội nó lại đang giở chứng bị lạnh các bạn ạ. Anh chàng này là một anh chàng hệ mộc à, lại là Obito mà. Obito sau này lần này chuyển hệ à, lần này có quần áo nó khác đúng không, có quần áo là nó phải khác. 28 mạng rồi, 28 chú rồi. Vâng, lại chúng ta lại tiếp tục với cuộc đua đến giải bát hương vàng. LT, ô LT nút giảm à, Uzi quẩy nhiệt thế, quẩy nhiệt đấy. Chúng tôi là bọn này nó ngu thôi, nó không biết đánh thôi, bọn này chỉ được cái số lượng chất lượng như cức. Ô kìa 160 hit rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kìa, là thế nào hả anh em? Complete xong rồi, nhìn complete là mình vui rồi. LB bắn rồi, aduh đẹp đấy, hiệu ứng đẹp đấy. Tiếp tục complete rồi, tích được hai dấu rồi, hai dấu rồi. Có lẽ đây là nhiệm vụ gì đấy. Ok thì đánh bại ba ninja với chiêu cuối à, rồi ba dấu rồi, vui mừng quá anh em ơi. Banh nhảy đánh này thì tôi đánh thì sáng mai à, rồi 99 mạng rồi, 103 mạng, chuẩn bị là đủ 108 thì anh hùng lên start luôn này. À, con số là 104, số người chết chưa có dấu hiệu dừng lại. À, rồi 110 tròn xong, tiếp tục là điều ta. Ngon lành cành đào. Ok con chim. Ui dồi, hai con A kìa, sướng không, học đại học mà được hai con A này các bạn ơi, vui mừng lắm. Rồi cái sơ đồ cây nó lại mở tiếp tục ra, chúng ta sẽ có thể đi theo hướng các hướng. Ok mà là ở kia tiếp tục. Không có quất nhau hai người nhỉ, để mình cho bọn thế thân còn mới học. Ta vừa thấy thấp dáng của anh Naruto, đây là anh Obito vừa đấy thì bảo
Vâng, lại quạt ba tiêu rất là quen thuộc. Rồi skip movie. Đây rồi, anh Naruto đây rồi. Tướng tủ, tướng tủ. Đấy, thấy thật đấy, bạn có thể thấy được khi mà đối phương nó tác động. Đánh ấy, đánh ấy. Đấy, rồi các bạn. Chiều này cũng xuống. Và khi yếu máu thì các bạn sẽ có khả năng là biến hình được. Rồi, ultimate luôn. Chiều cuối của anh này có hành tráng. Con cáo chín đuôi nó hiện ra. Không biết là đúng chín đuôi hay không. Mình coi là gọi là kiểu vĩ hồ ly. Cù đám to đấy. Ôi, ôi, ôi. Ô. Chạy đây anh ơi. Ôi, tôi lấy cả bàn phím hơi bị ghê đấy. Em tôi lấy toàn đánh không khí à. Rồi bắt đầu đấy. Đấy, thế thân đấy. Chiêu thế thân nó rất là lợi hại, nó giúp các bạn tránh được các cái đòn. Rồi các bạn nhấn một U một lần và Y một lần là các bạn sẽ ra được cái chiêu ý. Nó lại được A, mình lần này quên nút của khác. Úi giời ơi, quên nút của khác. Thì chui kia thằng nào. Kakashi. Kakashi. Anh Kakashi này, anh Obito. À, hai ngày là bạn thôi bé đấy. Hỏi ngách. Skip. Rồi. Ta lại điểm được khởi hiện anh Kakashi rồi. Ở một nhân vật đấy. Đấy, nó biến ảnh kinh quá, kinh quá cơ anh ơi. Anh dừng lại cho em đánh nào. Anh tưởng mình anh biết biến ảnh, anh nghĩ em là thằng. Ồ ồ ồ rồi. Wow. Kinh vậy sao, kinh vậy sao chơi. Ultimate à? Bạn tiễn xuyên phim luôn. Kinh với ai trưởng. Thích anh Obito đấy. Ôi xịt kìa. Xịt kìa, đáng lòng thanh liên. Đừng đùa gái anh. Rồi, đẹp trai. Úi dồi ôi, chết luôn rồi kìa. À, vẫn chưa chết. À, đứng vận, đứng vận. Ai cho chú vận? Thế mà nó vẫn đánh được mình cơ. Ôi trời 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 trời, cảm động tôi rồi. Ôi dính chiêu cuối nó rồi. Hình như đổi người rồi đúng không? Ô, tự dưng bị đứng hình một cái. Tôi tưởng tôi chết. Rồi, thắng rồi. Ok. À, chúng ta biết thế thân cũng khác, đánh nó khác. Bây giờ phải học thêm các cái phòng thủ cần thiết nữa là ngon ngon lành như nào luôn rồi.
Bắt đầu thấy game này nó bắt đầu bứt bứt khó khó như thế đấy. Và bao giờ gần gần hết máu ấy, là bạn có thể biến khổng lồ hoa. Next nào. Anh Naruto. Người anh vàng chóe như ấy. Rồi. Ui xồi, hai con A tiếp tục. Thế này thì nhận học bổng cuối năm rồi. Ok. Một nhánh mới lại đẻ ra, chúng ta lại tiếp con nhỏ tục. Ok, nhánh nhánh lửa này. La, bắt đầu thì thú vị vậy cái game này. Mà mình ngon thêm tí nữa thì đẹp. Được một cái hiện tượng gọi là khự hình một chút. Bạn thông cảm nha. Ủa, có con gì đây? Yêu tinh một mắt à? Nhìn nhìn kinh vãi. Rồi mồm thối, mồm mày thối đấy. Thối hoa. Mấy này chịu được cái mồm nó là ghê đấy. Đây rồi, đây gọi là triệu tập linh vật. Ok, anh cứ để em lo, anh cứ đứng xem đi, anh cứ để em lo. Rồi, nó tòi ra gì cơ? Ủa sao anh Obito và cái anh quả bao tiêu kia lại về tay này, thằng này. Oh shit. Nó chúng ta đến với trận chiến khốc liệt. Vâng. Con cáo là một cái gọi là con khổng lồ, nhưng mà trước mặt cái con này thì nó là như một con tép. Bây giờ chúng ta lại phải quay lại đánh. À, thế rồi. Hình như nó bắt mình nhảy lên. À, đánh vào cái điểm kia kìa. Tấn công vào cái điểm vàng vàng tâm 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 trên màn hình nhỉ. Cẩn thận, phun vào cái chết mẹ rồi, chết sấp sấp mặt rồi đấy. Ôi trời ơi, quá ha, mày qua nó có một mắt mà khác cái thằng mù. Ô kìa, ok. Đánh đi. Đánh cái gì nhỉ? À, nhầm. Các bạn cứ bấm luôn hát là được. Ngồi đã thẳng vào nó đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ô, easy nhỉ? Cứ nã thẳng vào cho nó đến chết này. Rồi, rồi, quất, mạnh lên, mạnh lên, mạnh mẽ lên chàng trai. Phá đây. Rồi, ôi, bây giờ mất mắt rồi thì nhìn được cái gì nữa. Ồ, shit, đau quá. Có lẽ mình phải nhảy lên. Rồi, đỡ đòn như thế đấy. May quá cơ, nó bắn xịt. Một mắt thì đã mù rồi thì làm sao mà nhìn thấy. Ô, bắn mỏi tay mà chưa nổ hết này. Đỡ luôn này. Ôi sợ.
Hồi xoáng oh shit, quên mất, không không nhận đỡ. Hay là do cái phần mềm quay phim này thì bảo nó làm cho mình khựng hình này, rất là có thể nào kia đây. Ok à, đánh con này mất thời gian này. Rồi mình phá hết các cái mắt của nó. Ôi dính rồi. Ôi kìa, cái gì vậy? Ôi đúng là mù khác, bắn gần xịt hết. Kết thúc đây anh ơi, cố lên. Ổn định mày. Ôi cái điểm nó chỉ là thì mình chỉ biết phá để mí thôi, phá đến Tết. Thôi. Rồi. Đấy con này dễ mà, lúc nào nó tung skin thì mình, lúc nào nó nhả thì mình lại bắn thôi. Không rơi à? Ôi ở đây đấy, mình nó đợi lên đợi, nó đợi mình phá giáp à? Sao chết chưa mày? Giống lộ mày 14 rồi. Ô, chết rồi. Nó tắt hết nắng rồi. Đặt tiếp đi. Ok. Ôi dồi ôi, khôn thế à, rời nó đợi mình nhả cái nút kia ra nó mới. Thế như cái nút thì nó bắn tận tít lên trời mãi mới rơi xuống như là đây đây đúng rồi. Thế nên anh a ôn. A ôn. Ồ. Tiếp. Ôi dồi ôi, quả này đau đấy, đừng có đùa. Mẹ, mấy cái lỗ ấy cứ bắn ầm. Chết đi mày, sống làm gì cho chật đất ra người xấu xí kinh tởm. Ôi dồi ngu quá, tự dưng đang ấy lại đi chuyển. Ôi dồi, lô chết quá anh em ơi. Nhìn cái mạch máu mình thấy buồn quá.
tiếp tục thử lúc đục thả câu đấy quất quất mạnh lên, mạnh mẽ lên thành trai rồi nó sắp hết rồi. Ôi, còn tí máu kìa, không cho đánh nó lại. Anh bỏ tay quá rồi, đánh với mày anh trắng quá rồi. Chạy trốn, vâng, đau đi với mà chạy trốn kinh điển. Ôi xôi, sao nó người nó to, nó đi nhanh thế. Ủa, ôi rồi. Không có cơ hội để quay lại đánh à. Tử thần đang đuổi đằng sau đi. Và chúng ta phải chạy với vận tốc hàng nghìn km trên giờ. Ôi sổ quá, như nó đuổi rát thế. Mọi người đuổi rát nữa, người công an đuổi cái này em sống sao được. Từ từ anh ơi, cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng như. Ôi dồi ôi, cái mồm nó kinh chưa kìa. Toàn dại rớt tận. Ôi sắp về đích rồi. Cảm giác về đích nó bắt đầu. Come on, cố lên. Cố lên anh Trang. Né. Ôi dồi ôi, tốt lắm. Cho nó cặp đất, đây đúng là định nghĩa cặp đất mà ăn rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Oh shit. Công nhận là tao công nhận là mày chạy nhanh đấy, nhưng mà mày chỉ bám đi tao thôi. Rồi đuổi cho em, đuổi cho em. Thằng này nó vẫn chưa chết, nó còn tí máu. Quay lại giết nó tiếp. Ya luôn à. À đây rồi. Vâng, như vậy là đã xuất hiện thêm cứu viện, viện binh. IB rồi. nhà chết rồi, nó chết rồi anh em ơi. Yeah rồi, bỏ hết cả tay này cái con này. Cú nặng thế à giờ. Vâng, sức mạnh của ba người, à bốn người hợp lại. Ba người kia. Ba người. Vẫn sống à? Điểm. 4 người. Ô lôi ra hàng tỷ người này, ngon. Đồng minh nhỉ, rất nhiều đồng minh, không phải lo. Hảo tất cả anh em lên nào. Tao sẽ giết mày. Hoành tráng đấy, cảnh này hoành tráng đấy. Nhìn cảnh này nó vẫn đang nằm trong combat. Đợi chút em sẽ được thấy. Rồi kinh đấy, con này nó là hình dạng con cua hay là con nhện này. Rồi chỉ việc bấm các nút di chuyển thôi. Chết đi. Rồi lửa nước kết hợp thế này thì sống làm sao được. Rồi vĩnh biệt, tạm biệt em. Rồi Bê. Rồi. Bê. Xong rồi.
Tao có rồi. Ủa thằng này vẫn còn phun ra. Chưa chưa? Cái sư mày. Ôi. Yeah, mình đã kết thúc cái màn đánh với con dẹp khổng lồ. Chả biết con gì. Ê. Sục trưởng của anh em ơi. Thôi, skip. Ok, và hôm nay mình đã hoàn đánh xong cái con bọ khổng lồ kia rồi. Và có lẽ là mình sẽ dừng clip tại đây thôi, vì nó khá là dài rồi. Ok, nếu các bạn thấy hay thì bạn nhấn like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.